người thấy con đều nghĩa vai con, họ biểu môi lắm đầu, nó đã tình cậy chưa, hãy để Ngài cứu nó, Ngài giải thoát. Cả đầy ác quyền vây quanh con, lũ côn đồ ám sát tư mê, chân tay con chúng đều đâm thung, con đến được hết mọi đốt xương. Áo khoác ngoài chúng đem chia chát, còn áo trong để lại bắp thông. Phần Ngài lạy Chúa xin đừng xa con. Ôi Chúa là sức mạnh, xin mau mau trợ giúp. Con sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em con, sẽ ca ngợi Ngài giữa nơi công hội. Ai kính sợ Chúa hãy tán dương Ngài, hãy tôn vinh Ngài toàn thể con cháu. Nhà xa con hãy kính sợ Ngài, hãy thầy mêu dệt Israel.